Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách đặt thiết bị dòng máy Toshiba 723, dòng Toshiba 857, dòng đôi 7, đôi 6, đôi 5, dòng ngân dòng giống nhau nhé. Đây, vào nút user full turn. Đây, ấn vào admin password. Rồi nhập 1 2 3 4 5 6, enter, ấn vào network IPv4, ấn vào số 2, vào 192 sang 168 sang 1.48, vào submit 255 0192 168 1, ấn vào enter, vào now. Rồi thì đã xong. Đây, mình vào kiểm tra lại này. Đây. Rồi. Xong rồi các bạn, lại đâu máy tính nhá, cài nhá. Nên bước này mình bỏ qua cái bước cài đặt nhá. Lần sau các bạn xem cái video khác của mình là cách cài đặt dòng Toshiba trên máy tính nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video khác nhé.